Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một người đàn ông khi chạy né chiếc xe ô tô đang vọt ga lên dốc, khiến người đàn ông xanh mặt và cú ngã cuối cùng khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười trên một con dốc, chiếc xe con đang lay hoay tiến lên phía trước thì bất ngờ vọt ga, suýt tông trúng người đàn ông đi bộ. Nạn nhân may mắn chạy kịp nhưng lại bị ngã ê ẩm. Cuối cùng, tài xế ô tô cũng kịp phanh sau cú leo dốc tai hại. Sự cố khiến người xem vừa buồn cười vừa thương cho người đàn ông đi bộ. Đúng là tai bay vạ gió, tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Cũng thoát tim đấy chứ, chẳng may ô tô đâm trúng người đàn ông thì hậu quả khó lường. Một số cư dân mạng bình luận. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được nhiều cư dân mạng. Ai cũng thương cho người đàn ông kia mà không thể nhịn được cười. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với phòng bình luận nhé.